Ở Minh Châu Mà thật chúng ra tôi nói ạ. là tôi muốn thay bộ này này nhưng mà Vâng. chưa chơi dần. Thôi bộ này nhìn cổ cổ nó cũng đẹp chứ. Còn cổ ok Kệ. Vâng. Thay không rồi. đổi Đi thôi dần. lấy màu cái sập này. Đúng rồi, đây bức tranh rồi sập các thứ nó đều màu vàng vàng, nó đều mới. Rồi xong lại tủ tre Kệ này, tivi cái tủ nữa. tre mày mua tủ tre khác. Tủ tre cũng được, tới cái lối mới cũng được, nó mới. Cái này không làm màu lại mới được, nó màu Không được, đen nó rồi. đen rồi không làm lại được thì làm mua cái mới thôi. Cái mẹ ngồi Hãy Chúng tôi đã bàn giao xong bức tranh nhà chim công, tí nữa lại bàn giao bức nữa ở Bắc Giang nhá. subscribe Vâng. cho kênh Ghiền Mì Gõ.